kiếm gì anh? Ủa em cho anh hỏi đây có phải địa chỉ 32/5 không em? Đúng rồi, nhà em nè. À tại anh có giao gà với giao bia nè. Rồi hồi nãy chị có em có đặt á. Đúng rồi. Dạ dạ dạ, vậy em dắt anh vô. Rồi ok rồi. Ồ em có nghe giùm em. Sao nghe rên gì dữ vậy? Bình thường mà người nào cũng nghe. Ủa mà ai rên vậy? Chị hai em á. Cô thì cũ hả? Em muốn nghe không? Em dẫn vô anh cho nghe. Ai ơi mở cửa em hai ơi. Hai ơi, làm gì lâu vậy? Đợi tao xíu mày ơi. Ủa anh là anh gác hôm bữa mà sao hôm nay giao ga rồi? Ừ đúng anh rồi nè. Trời ơi, cũng bữa nhờ em á mà anh giờ phải đi giao ga luôn rồi đó. Giờ nó chạy xe ôm luôn rồi. Ủa vậy hả? Vậy cho em xin lỗi đi. Tại vì thôi giờ nè, em cũng có làm mỏi đây. Thôi anh ở lại ăn với em, mày nhậu với em luôn cũng được. Thôi, anh sợ lắm rồi. Thôi, mất công muốn anh thất nghiệp, không ai lo cho anh nữa. Thôi, được rồi em ơi. Trời ơi, yên tâm, cái đó để em lo. Thôi, vô đây nhậu em, đi đi đi. Thôi, đi vô nhậu em, đi. Thôi. Đi mà, đi vô nhậu em, đi. Thôi. Ủa rồi anh nghỉ làm bên kia, anh qua đây làm lâu chưa? Qua bên ra nè. Mới làm được có một phần rồi em. À gì hả? Trời ơi sao nóng ngon. Em bỏ món hành vô em. Từ từ cho để cho lên em. Để cho nó ấy khô xíu. Trời ơi sợ lông em nó mọc ú à. Sợ lông em nó mọc ú à. Đúng rồi em lựa từ con mà. Nhìn hấp dẫn ngon ghê luôn á. Anh bớt lửa lại giùm em đi. Trời ơi anh chưa bao giờ đi ăn xò lông mà thấy chỗ nào ngon chỗ này hết đó em. Phải không? Trời ơi lửa kìa. Trời ơi thiệt luôn á. Trời ơi lửa mà nước nó ra quá trời luôn. Chị ngon gì vậy? Hả? Chị chiên nướng xò lông đó em. Xò lông mỡ hành nè. Hồi nãy chơi nướng cực quá trời luôn á. Tổng mình chị hết trơn. Trời ơi thôi chén hoài rồi, hồi chị đang nướng đồ mà chén hồi phỏng á bây giờ mồi sợ là một ú à thấu á. Mồi sợ là một ú à thấu á. Sao nãy giờ không có chổng đi ra đây làm cái gì vậy? Thì coi chị nướng sò lông nè. Trời ơi tao nướng sò lông mà mày cũng có biết gì về sò lông đâu mày ra đây. Có biết gì về sò lông đâu mày ra đây. Vậy chổng đi. Biết mà. Biết cái gì mà biết gì chổng đi trời ơi. Đúng rồi, nít non biết cái gì. Phút lớn đi. Chỗ biết ăn sò lông là như thế nào, ngon cỡ nào. Lớn đi. Chỗ biết ăn sò lông là như thế nào, ngon cỡ nào. Thấy không, nước ra quá trời luôn kìa. Còn ngồi đi vô chổng đi. Mệt bại quá, muốn lại. Bây giờ mày nghe lời không? Nói vậy nhỉ? Đúng rồi em, nó còn nít nó biết gì sò lông ha. Ở gì có, em của em là chỉ có mình em hiểu tính thôi. Đúng rồi. Ngon quá. Qua. Mày vô đây làm cái gì vậy? Ăn cái gì mà ăn mày nít nôi mà chỗ này cũng được lớn chứ đâu phải của nít đâu mà vô rồi ăn. Kiếm nổi đâu. Mày ăn mày ra chỗ khác mày ăn đi thì mày đi chỗ nào mày ăn cũng được chứ. Ăn thiếu cũng được, tao ra tao trả tiền giùm mày cho. Đúng rồi, đi đi em ơi. Mà em ăn sò lông được không? Không, ăn. Cái sò lông này không có hợp mày. Mày ăn được, mai mốt chị làm cái sò khác cho anh. Đúng rồi, còn nhỏ đền sò lông. Mai mốt chị làm đi. Cái sò khác cho anh. Thôi vậy để anh Kim hỏi. Ừ, đi đi. Mm-hmm.
nãy giờ uống nhậu hết nguyên phòng rồi. Mệt quá. Thôi, đi về nha. Mưa lớn quá trời luôn, sao anh về? Về mới về thôi chứ sao nha. Rồi, em có cái giường kìa. Em anh nằm góc, em nằm góc. Em với em cũng nằm góc luôn. Được. Được. Đi. Ừ, ngủ lại em đi. Đi ha. Ừ. Đi thôi, mình đi ngủ. Thanh mặt. Nè. Trời, cái gì vậy? Giờ này gì mình ứng sùm cái gì trời? Chuyện ngủ bình thường em chỗ này mà, em như không nằm. Ôi, cái thằng quỷ này, mệt ghê. Rồi giờ này mày không ngủ đi, mày làm cái gì vậy mày? Quên nãy có bài tập nó ôm, mai em đi nó đi nữa. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Nghe ngủ chứ đi. Nó ngủ sao? Mày phá hoại không à? Phá gì em ôm hoài, mai em đi nè, chứ phá gì đâu. Vậy hay ngủ đi, nó ngồi em mai ôm xong ngủ. Ôi là trời, cái thằng quỷ này, cái thằng quỷ này, cái thằng quỷ này. Trời ơi, đừng bốc này phá hết cho tôi luôn. Đói bụng quá. Ê, mày đi ra ngoài chỗ xa xa nào mày kiếm cho ăn cho tao ăn thôi. Đói bụng quá. Đi không nổi nè. Có bà Tám bán hủ tiếu nè. Đi đi. Địa chỉ đi. Ôi, quỷ này thiệt á. Nhờ nó cái gì nó cũng nhằn hoài. Đây. Hai. Trời, cái thằng quỷ này tao kêu mày đi mua đồ ăn, làm gì mày đi nhanh dữ hả? Thì nãy thấy cái ông xe đẩy bán đi ngang, cái em thẳng em mua luôn, khỏi đi đâu xa cho cực. Trời ơi là trời, hồi nãy tao cũng nhớ là tao khóa cửa rồi, mày làm gì, mày có chìa khóa đi vô. Chị hai không nhớ, chị làm hai chìa cho em giữ một chìa, chị hai giữ chìa hả? Trời ơi. Chị chửi em mua đồ chị ăn thì chửi em nữa. Trời ơi. Thôi, anh đi về đi. Anh nè, ăn đi. Ăn gì nữa, quỷ.